Có một cái câu hỏi thứ hai đó là em nên bắt đầu quá trình từ đâu và như thế nào? Bởi vì là trước đây thì em kiểu em thích thì em cứ lên mạng xong rồi em tìm thì em cứ xem hết cái nọ đến cái kia, nó sẽ bị lẫn ấy, tức là bị không đúng cái quá trình của nó thì nó Đúng sẽ rồi. bị lẫn, rồi suy cho cùng đến thời điểm bây giờ thì em vẫn là như con số không đó. Em muốn là thầy 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 có thể giúp em là cho em một vài cái đầu dòng để em có thể là bắt đầu cái quá trình từ con số không như bây giờ. Rồi, thế thì mình sẽ nói qua về cái lộ trình để mà biến một cái người từ không biết gì cho đến lúc mà ra tiền nhá, bạn có muốn nghe không? Dạ vâng, em có ạ. Ok rồi. Cái đầu tiên là mình tạo ra cái cộng đồng đấy là hoàn toàn miễn phí để cho những cái bạn mà muốn tìm hiểu từ con số 0 lên cơ bản, nó gọi là thành thành nền tảng ấy, tức là làm sao để bạn có kiến thức nền tảng ấy, bạn có thể sử dụng cái trang web đấy để bạn có thể xem cái nền tảng school ấy, để Vâng. bạn có thể xem, thì cái đấy là cái bước đầu tiên để bạn có thể gọi là từ con số 0 để mà mình có được những cái kiến thức cơ bản hết. Cái khóa, những cái khóa học mà anh em xem ở trên này là ngày xưa là bán nhá, các cái khóa học cơ bản đấy là ngày xưa là bán là 1,5 triệu đấy, chứ không phải là nó free như bây giờ đâu. Nhưng mà mình thấy rằng là bây giờ mình có thể cho nó free được thì mình cho đấy, để cho anh em có thể gọi là mở rộng được hơn, tiếp cận được đến nhiều người hơn, nhiều người không bị cái rào cản liên quan đến về tài chính nữa thì mọi người có thể vào đấy. Đấy Dạ thì vâng. cái đấy là cái khâu đầu tiên mà bạn học, thì bạn học cái cơ bản đấy, mình chắc chắn là cái chuyện cái cơ bản đấy là nó sẽ áp dụng. Cái đấy là mình thiết kế ra cho những cái bạn mà không biết gì từ con số 0, không biết chơi đàn, không biết mẹ gì về âm nhạc hết, làm từ con số 0 luôn, dễ hết, Dạ. từ sử dụng phần mềm rồi là nhạc lý rồi là quy trình làm việc như nào, đơn giản nhất rồi. Đấy, thì nó ở trên đấy. Rồi ok, đấy cái tiếp. Dạ vâng. Cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai ấy là bắt đầu là bạn, nếu mà bạn muốn học chuyên sâu hơn thì là bạn sẽ liên hệ với bên mình để nghe về những cái để tư vấn cho bạn một cái lộ trình nó phù hợp. Đấy thì bắt đầu đến cái khâu này, tức là mình muốn học sâu hơn, tìm hiểu sâu hơn để kiếm được tiền chẳng hạn. Thì lúc này bên mình mới thu phí. Dạ vâng. Đấy thì là nó sẽ liên quan đến các cái khóa học dòng nhạc, là mọi người học cái dòng nhạc, học về các dòng nhạc xong, có thể là có những cái dòng nhạc mà mọi người không thích, nhưng mà mình vẫn khuyên anh em là nên học, bởi vì trong cái quá trình anh em học xong ấy thì anh em sẽ thích. Đấy, mình là một người không thích future bass nhá, nhưng mà đến lúc mà mình làm future bass ấy là mình lại rất thích future bass, và nó luyện cho anh em một cái kỹ năng, đấy là mình có được cái kỹ năng của các cái dòng nhạc khác nhau, và từ khi mình có cái kỹ năng đấy thì cái việc mà mình sáng tạo, mình phối khí cho bất cứ một cái dự án nào mình cũng có thể làm được. Nó không bị tránh đến cái trường hợp đấy là có người người ta yêu cầu mình phối cái dòng nhạc này mà mình lại không làm được. Đấy, ví dụ như bây giờ bảo là phối cho một cái bản nhạc TikTok chẳng hạn, thì bắt buộc là bạn phải biết phối cái dòng deep house. Nếu như bạn không không phối được house chẳng hạn thì làm sao mà các em gái em nhảy được, đúng không? Đấy, kiểu vậy. Thì lúc đấy chả lẽ bạn lại ngồi bạn làm lo-fi cho ngồi cho nó nhảy, làm sao mà nó nhảy được. Đấy thì nói chung là mình học nhiều dòng nhạc để mình đa di năng, tức là job nào mình cũng ôm được hết. Đấy kiểu như vậy thì cái cơ hội về về kiếm xèng nó không bị tuột đi bởi vì cái trình độ của mình. Đấy, có thể là bạn không phải là cái người thích cái dòng nhạc đấy, không phải là cái người luôn luôn làm dòng đấy, nhưng mà bạn vẫn làm rất là tốt. Và mình tin rằng là có rất nhiều những các cái kỹ năng từ dòng A, dòng B, dòng C. Đấy thì cái lộ trình ấy nó là 5 dòng nhạc chẳng hạn, thì bạn có 5 cái kỹ năng của 5 dòng nhạc và bạn có thể đảo qua đảo lại để tạo tạo nên một cái dòng nhạc mới chẳng hạn. Thậm chí nói thật với anh em là bây giờ mình làm nhạc nhá, có nhiều cái bài nhạc mình làm ra mà mình còn không biết nó là dòng gì luôn. Đấy, nó là một cái sự kết hợp rất nhiều những các cái thứ linh tinh lung tung vào với nhau để nó tạo ra một cái màu mới, nhưng mà nghe vẫn hay nhá, chứ không phải là làm thành bãi rác. Đấy thì nó kiểu như vậy. Rồi thì sau khi mà bạn kiểu bạn giỏi về dòng nhạc rồi thì bắt đầu là đến khâu là bạn đi cải thiện cái sản phẩm, là bạn sẽ học về mixing và mastering như bạn Hiệp vừa nãy bạn hỏi, là bạn sẽ bắt đầu bạn ấy khi mà bạn làm nhạc rất là giỏi rồi, bắt đầu bạn đi tìm hiểu mixing mastering. Mixing là nó sẽ làm cho cái bản nhạc của bạn nó ra được cái màu mà bạn muốn, tức là ví dụ bạn muốn cái bản nhạc đấy được mở ở ở đâu hay đấy, nghe nó sạch sẽ, nghe nó có reverb, nghe nó có cái độ vang các thứ gì đấy chẳng hạn, thì cái đấy là mixing nó làm. Và sau sau mixing rồi đến mastering là nó đồng bộ cái bản nhạc của bạn ở trên mọi thiết bị, nghe ở iPhone cũng hay, nghe ở TV cũng hay, nghe ở trên loa kiểm âm hay, AirPod cũng hay, thì đấy là mastering. Và cái mastering nó sẽ đẩy cho cái bản nhạc của mình nó lên to nhất có thể. Cái bệnh này là cái bệnh mà rất nhiều ông làm Vinahouse ở trên mạng mà kiểu học mò, mình mới gần đây mình mới để ý thôi, đấy là các anh em mà học mò ấy là cái trình độ mastering rất yếu, bởi vì anh em làm sẽ là có bài nghe nó rất là to và có bài nó nghe rất là bé, bởi vì anh em không biết mastering cho nên là nhạc nó sẽ bị lôm côm như vậy, nó sẽ không có cái sự đồng đồng đều. Đấy, nhưng mà
Ví dụ như mình chẳng hạn thì bây giờ mình khá là tự tin là 10 bài mình làm như một. Các bạn nghe bài nào nghe nó cũng sẽ rất là đồng bộ, nó có cái sự đồng bộ, nó có cái sự gọi là đồng nhất với nhau, nó không bị chênh quá nhiều về mặt chất lượng. Đấy. Thì cái đấy là cái nếu như bạn làm mastering bạn sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Rồi sau khi mà bạn học được xong ba khâu là nền tảng cơ bản, rồi là lên được cái chuyên môn hơn là về các dòng nhạc, rồi mixing là bạn đã có thể sản xuất được ra những cái bản nhạc chuyên nghiệp rồi. Thì khi đấy là bắt đầu bạn có sản phẩm tốt rồi thì bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để kiếm được tiền từ nó, làm thế nào để bây giờ mình biến cái mẹ chất xám của mình nó thành cái đồ ăn đấy, kiểu như thế. Thì lúc đấy là mình sẽ có những cái khóa học về bản quyền, thì bạn phải tìm hiểu về bản quyền, bạn hiểu về tìm hiểu về bản quyền, về các cái quyền lợi của bạn là cái bản nhạc đấy bạn làm ra thì bán bao tiền đấy, rồi là nếu như mà không bán mà hợp tác chẳng hạn thì ăn chia bao nhiêu phần trăm, rồi là làm với nhau thì là làm với nhau bằng mồm hay là làm bằng hợp đồng đấy chẳng hạn, kiểu thế. Rồi là nói chuyện với cả khách hàng các thứ như nào, budget brief các thứ, đúng không? Đó thì nó sẽ là như vậy. Thì tất cả các cái đấy thì là nó liên quan đến bản quyền, và để mình học, để mình hiểu về cái quyền lợi của mình, rồi là cái trách nhiệm của mình và cái mình đáng được hưởng, rồi là làm sao để mình có thể khai thác, mình có thể kiếm tiền. Bắt đầu thì đến kiếm tiền. Đấy, kiếm tiền làm sao để mình quảng bá được một bản nhạc này, xây được một cái kênh YouTube này, làm được một cái website này, rồi là đi phát hành, quảng bá các thứ sản phẩm như thế nào, kiếm tiền như thế nào, bao nhiêu nguồn ở đâu. Đấy thì bắt đầu mình cái đấy thì mình sẽ share cho anh em luôn, là một cái lộ trình để mà để mọi người xem là cái quá trình mà mình đã kiếm được ra một cái bản nhạc mà mình đã kiếm ra 400-500 triệu từ một cái bản nhạc nó như thế nào. Đấy, kiểu như thế. Thì bắt đầu mọi người sẽ được xem cái đấy. Thì tất cả những cái đấy thì nó là từ cái công việc của mình cũng làm phát hành nhạc mà, thì mình khai thác nhạc cho nghệ sĩ, thì bắt đầu mình chia sẻ hết những cái kinh nghiệm đấy cho học viên, thì là mọi người biết đấy, thì là mình dạy gọi là dẫn hết luôn, từ cái khâu là sản xuất ra sản phẩm như nào, rồi đến khai thác các thứ tất đó. Ok, đấy thì là đấy là cái lộ trình mà để một học viên học. Còn mà để mà sâu hơn thì chắc là phải trong tương lai, nếu mà mình ngồi mình mò mình làm ra được một cái gì đấy mới chẳng hạn, thì mình sẽ nói với anh em.